đã bị rất là nhiều lần rồi, cho nên rất là tội nghiệp cái tâm lý của bồ. Nếu như bồ trải qua cuộc phẫu thuật nữa mà nó không ổn nữa thì thật sự ra cái đó là cái quá đáng trách nếu một người bác sĩ chẩn đoán không đúng. Để cho bồ trải qua cuộc phẫu thuật nữa mà vừa tốn kém tiền nè, vừa không ổn nè, rồi vừa xấu hơn cái mũi này nữa, thì mình làm để làm gì? Vậy thôi mình chịu đựng, mình chịu trận cái mũi này đi. Trời ơi, thấy không? Ok, cái mũi đã tháo ra 7-8 năm. Dạ. Tháo ra cái sống á bác sĩ. Còn silicon thì còn. Dạ đúng rồi, như nó không biết nó có còn ở trong này không mà. Còn. Thấy rồi, thấy nó cũng còn. Còn. Chị sửa lại được. Nhưng mà nếu có dịp chị về, người đẹp về Việt Nam á, nếu mà thích nha, hẹn trước, gặp trực tiếp mình, mình nhìn cái mũi xong sau đó là nhận làm hay không nhận làm, hay là có lời khuyên gì để cho người đẹp tốt cho bồ á, thì mình sẽ khuyên hết, mình sẽ khuyên, mình nói rất rõ, rồi tự quyết định vậy nha. Đó, cứ hẹn gặp trực tiếp mình đi, rồi xong rồi. Nếu mà làm cái mũi này thì bồ nhớ thế này nè, bồ nên ở Việt Nam ít nhất 1 tháng. Dạ đúng rồi, về có 4 tuần rồi bác sĩ. 4 tuần thì bồ phải làm liền ngay cái lúc về. Về tới 1-2 ngày vậy làm đi, đặng có cái thời gian dài hơn ở Việt Nam với các bác sĩ để mà người ta xem xét tình hình rồi xong hãy bay, được chưa? Ý vậy. Còn nếu mà thời gian ít quá thì đợt khác, không có gì cập rập. Tại vì bồ không nên làm nhiều lần nữa, tức là cũng không có cái cơ hội để mình làm càng nhiều nó sẽ rút sẹo, và khi nó rút sẹo thì mình sẽ tốn rất là nhiều tiền hơn nữa cho những lần sau nữa. Rớ vô làm mà lỡ mà thí dụ nó viêm nhiễm, nó bị gì đó là bồ lại mất công lắm á. Bây giờ mình không thể nào khuyên chính xác 100% với người đẹp được, tại vì mình đang muốn nhìn cái trụ. Bồ phải cần có cái trụ mũi này nó ổn này, chứ không nhìn nó ẹo tới ẹo lui gì nó nhìn nó chán, phải không? Cho nên phải sắp xếp cái đầu mũi cho nó đẹp. Cái đầu mũi mà nó đẹp thì nguyên cái mũi nó đẹp. Nhớ nè, cái đầu mũi nó phải đẹp thì nguyên cái mũi nó đẹp, mà nguyên cái mũi đẹp thì nguyên gương mặt đẹp. Cho nên cái đầu mũi này cực kỳ quan trọng. Bồ thấy không? Cái đầu mũi. Cái lỗ mũi mình nó bị giật lên nè, sĩ thấy không? Thấy hết rồi, có thấy. Cái là nó bị. Nè, với lại cái trụ ra cái tự nhiên nó có cái ngón đặt. Rồi, cho nên phải sắp xếp lại cái trụ mũi. Đó, sắp xếp lại trụ mũi, cho nên là mình phải nhìn, mình phải sờ, mình phải khám coi cái trụ mũi như thế nào đây, để làm phương pháp gì. Thì mình sẽ đưa ra cái tờ giấy, gọi là tờ giấy ký tên của mình chẩn đoán và mình đưa ra cái hướng điều trị. Cái hướng của bồ là điều trị chứ không phải là làm của thẩm mỹ đâu, được chưa? Thì mình ghi lên đó 1, 2, 3 lời khuyên gì đó. Bồ thích làm chỗ mình thì làm. Nếu mình nhận nha, còn nếu mình không nhận mình cũng nói không nhận. Rồi, và mình lấy được silicon đi bao nhiêu phần trăm và làm lại đẹp được cho bồ được hay không, ổn hay không, ghi cam kết rất rõ. Rồi sau đó nếu mà bồ thích thì bồ làm bên mình. Còn không thích làm bên mình thì đi đâu làm cũng nên làm theo tờ giấy mình khuyên. Nhắc lại, nên làm theo tờ giấy mình khuyên nha. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, và cho lời khuyên nha, nếu về có 4 tuần thì nên làm sớm 1-2 ngày đầu. Rồi sau đó mình được quyền đi chơi. Nhắc lại, không phải mình làm thẩm mỹ xong rồi mình không được ăn gì, mình không được đi chơi, mình không được thăm bà con, mình nằm trong khách sạn, mình cột chân, không phải. Nhớ nha, cho nên là hãy cứ làm sớm đi. Ở đây không phải là ép bồ hay là người nào làm sớm, hãy làm sớm đi. Xong sau đó là gì, mình được quyền đi chơi. Mình được quyền đi chơi xong rồi thì trong thời gian mình đi chơi là bác sĩ vẫn theo sát trên video mà, đúng chưa? Trên video nữa. Và thêm nữa là mình có thiết kế cái bộ này nè. Cái bộ này là cho Việt Kiều. Tức là gì? Trong đây là rửa vết thương nè, kể cái gì tất cả hướng dẫn rất là kỹ trong đây. Cho nên là đi ra đi thăm bà con, đi ra Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Thái Lan gì cũng được luôn. Nhưng mà mỗi buổi chiều lên video với mình. Mỗi buổi chiều lên video với mình. Khi em khuyên chị đừng làm nữa thì cũng nên đừng làm nữa đó. Nói thiệt á. Thà là người đẹp cũng có bà con nó làm đây nè, nó giới thiệu đó. Vậy hả? Tại vì thật sự ra bồ sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nữa mà thật sự rất là stress luôn á, rất là căng thẳng. Đúng chứ rồi, mình đã bị rất là nhiều lần rồi, cho nên rất là tội nghiệp cái tâm lý của bồ. Nếu như bồ trải qua cuộc phẫu thuật nữa mà nó không ổn nữa thì thật sự ra cái đó là cái quá đáng trách nếu một người bác sĩ chẩn đoán không đúng. Để cho bồ trải qua cuộc phẫu thuật nữa mà vừa tốn kém tiền nè, vừa không ổn nè, rồi vừa xấu hơn cái mũi này nữa, thì mình làm để làm cái gì? Vậy thôi mình chịu đựng, mình chịu trận cái mũi này đi. Trời ơi, thấy không?
Thật... khổ lắm rồi, đó rồi khổ lắm rồi. Lỡ lỡ con vô hồi năm năm chín mấy thành ra giờ hả, khổ như cái lỗ mũi này luôn. Đó thấy không, một lần làm, một lần làm không suy nghĩ, mình làm cái số tiền rất là ít ha, rất là ít không suy nghĩ, nhưng sau đó mình tốn rất là nhiều tiền để chỉnh sửa lại cái việc mình đã làm, cái việc sơ suất, một cái chuỗi sai, một cái chuỗi sai, thấy không? Cho nên là bây giờ là phải quyết định cho kỹ, cái người bác sĩ phải hiểu và phải trách nhiệm và quyết định cho kỹ, bồ trải vào cuộc phẫu thuật thì ổn hay không, còn không ổn thì bây giờ hiện tại cái mũi nó cũng, mặc dù nó không đẹp nha, nhưng mà nó không bị vấn đề gì, được chưa? Nó không hoại tử, nó không bị rút, nó không bị gì, đại loại nó không đẹp thôi, thì hãy để cho bồ chịu đựng, chịu trận, hay là ok, sống cùng với lũ đi, sống cùng với cái mũi nó như vậy đi, còn hơn là bây giờ nó lại tệ hơn, trời ơi nó tệ hơn nữa là cái khủng khiếp lắm á. Cảm ơn bác sĩ. Thôi mình sẽ cho bộ lời khuyên, mình sẽ cho bộ lời khuyên nha, rồi sau đó về tự suy nghĩ, tự cân nhắc, tự quyết định cái nào đúng, cái nào sai nha. Rồi rồi rồi, cảm ơn bác sĩ nha. Có gì thì liên lạc với mấy em này. Ok ok, bye bye. Chào bác sĩ. Bye bye bác sĩ.